Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời của tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều tôi đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì các ông nghe cha các ông nói. Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha ông các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi xuất phát từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi đến. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cho chúng ta một tiêu chuẩn để chúng ta phân biệt ai là con cái Abraham, ai là con cái Thiên Chúa. Và đồng thời Ngài cũng chỉ cho chúng ta một cái cách để chúng ta sống mãi trong nhà của cha. Như chính Ngài đã nói, nếu người con giải phóng các ông thì các ông mới được ở trong nhà luôn mãi, còn nô lệ thì không được ở luôn mãi. Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Tôi biết các ông là con cái Abraham, thế nhưng mà các ông lại tìm cách giết tôi. Đó là điều ông Abraham không làm. Các ông đang làm việc của cha các ông. Người Do Thái lại nói tiếp: Chúng tôi không phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, và đó là Thiên Chúa. Chúa Giêsu lại bảo: Nếu mà các ông là con Thiên Chúa thì các ông phải yêu mến tôi chứ. Tại vì tôi xuất phát từ Thiên Chúa, tôi từ Thiên Chúa mà đến, tôi không tự mình mà đến. Như vậy thì Chúa Giêsu giúp cho chúng ta phân biệt rất rõ: đã là con của Abraham thì làm việc của Abraham, đã là con của Thiên Chúa thì làm việc của Thiên Chúa và yêu mến những gì Thiên Chúa yêu mến. Nếu chúng ta không có yêu mến những gì Thiên Chúa yêu mến, không làm những gì Thiên Chúa muốn chúng ta làm, thì chắc chắn chúng ta có tự cho mình là con Thiên Chúa, chúng ta vẫn không phải là con Thiên Chúa. Nếu thế thì thưa anh chị em, hiện nay trên trần gian và ngay cả trong hội thánh ấy, có rất nhiều người tự cho mình là con Thiên Chúa mà không phải là con Thiên Chúa. Có rất nhiều người Công giáo tự cho mình là Công giáo mà có rửa tội đàng hoàng, nhưng mà thực sự vẫn không phải là Công giáo nếu xét theo tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu vừa đưa ra. Đã là con Thiên Chúa thì yêu mến những gì Thiên Chúa yêu mến. Đã là người môn đệ của Chúa Giêsu thì làm những gì Chúa Giêsu làm và làm những gì Chúa Giêsu bảo làm. Vậy thì ta phải làm thế nào để ta có thể thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu, thực sự là con cái Thiên Chúa? Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đưa ra một cái tiêu chuẩn: nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ là môn đệ của tôi, các ông sẽ biết được sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông.
Như vậy thì muốn là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải ở lại trong lời của Ngài. Ở lại trong lời của Ngài là nhớ lời của Ngài. Nghe lời của Ngài, nhớ lời của Ngài. Rồi cũng trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với người Do Thái: các ông tìm cách giết tôi là người đã nói cho các ông biết sự thật về Thiên Chúa. Tại sao vậy? Tại vì lời của tôi không thấm vào lòng các ông. Như vậy để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, ta phải ở lại trong lời của Ngài, và ta phải để cho lời của Ngài thấm vào trong ta. Ở lại trong lời của Ngài là ghi nhớ lời của Ngài. Tôi vẫn khuyến khích những người đi tham dự thánh lễ với tôi lắng nghe các bài đọc trong thánh lễ, nhớ lại một câu nào đó, rồi về nhắc đi nhắc lại với mình câu ấy. Ví dụ như hôm nay đi lễ, ta gặp được một câu Chúa Giêsu nói: nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ là môn đệ của tôi, các ông sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Ta nhớ lấy câu này, rồi ta về khi đụng bất cứ vấn đề gì, ta đưa câu này ra, đọc to cái câu này lên, cho tới khi tâm hồn ta bình an lại. Lời Chúa có sức đập tan tất cả mọi cơn cám dỗ. Lời Chúa có sức đập tan tất cả mọi ý định đen tối của ma quỷ. Nếu ta biết để cho lời Chúa thấm vào lòng ta, khi đụng những vấn đề lớn chẳng hạn, hay là bị cám dỗ ăn cắp, bị cám dỗ phạm tội, ta đọc cái lời mà ta ghi nhớ ngày hôm nay: nếu các ông ở lại trong lời tôi, các ông sẽ là môn đệ của tôi, các ông sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Nếu chúng ta sống được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm được những gì Chúa Giêsu nói là sự thật. Vậy thì bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy con cái Abraham sẽ làm công việc của Abraham, con cái Thiên Chúa sẽ yêu mến những gì Thiên Chúa yêu mến. Là môn đệ của Chúa Giêsu thì ta phải để ở lại trong lời của Ngài, và ta phải để cho lời của Ngài thấm sâu trong lòng ta. Và chỉ khi ấy thì chúng ta mới thực sự là môn đệ của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết ở lại trong lời Chúa, và biết để cho lời Chúa thấm sâu trong lòng ta, để những gì Chúa Giêsu nói trở thành hiện thực cho ta. Amen.